chào anh chị em ha. Hôm nay rảnh buổi sáng nè, mình lại chạy, mình dẫn anh chị em đi một vòng khung cảnh ở ngoài cổng của trại mình, anh chị em xem vị trí chơi ha. Hôm nay anh chị em thấy bông nó nở rồi nè, cái này nó nở cũng khoảng được 30-40% rồi mới bắt đầu anh chị em. Còn ở đây là khu phía ngoài, ở ngoài này mình có trồng đằng phượng á. Đằng phượng này nó có bông được 2 năm rồi nhưng mà bông tơ nó chưa gộ, năm nay là bắt đầu nó mới gộ. Khu phía trước này là lộ giao thông, đây ra quốc lộ 1 là nó khoảng 500m rồi anh chị em. Bên sông đó mình cũng có trồng hàng dừa thì từ từ mình mới làm thêm nhiều thứ nữa. Mỗi năm mình làm chút chút vậy đó. Còn xung quanh trại này là ruộng của gia đình mình. Đấy, mình dẫn anh chị em đi vòng vòng chơi ha. Dài dài vô trại của mình chơi. Mình ở đây mình cũng chỉ là nông dân thôi anh chị em, công việc đồng áng rồi chăn nuôi trồng trọt này kia vậy thôi. Này anh chị em thấy nó đang nở nụ nó còn nhiều lắm nè anh chị em thấy nè, thấy không, nụ kẹo hết trơn nè, thấy không, cái này chừng 30% thôi, khoảng 5-7 bữa nó bắt đầu nó sẽ nhiều dữ lắm. Ở đây thì cảnh đồng quê thanh bình vậy đó anh chị em, chứ nó cũng không có gì sang trọng xa hoa vậy chân á. Có nhiều anh chị em hỏi mà làm vậy rồi sao ô tô vô được á, ô tô mình làm cái đường dưới vô anh chị em. Bên trong này á, khu trại không có ô tô vô được, vô rồi nó bất tiện lắm, gà dịch này kia nghề nghiệp mà, chỉ mình làm mình biết thôi. Còn khách thì đậu ở ngoài, đậu ở ngoài đó rồi anh em lội ngắm cảnh dài vô. Còn ở đây là trại thôi à, chứ không phải là nhà của mình, nhà mình ở ngoài chợ, đằng chợ đằng kia. Còn đây nữa mình sẽ làm cái hàng bông giấy lớn dữ lắm, nghe lớn khủng luôn á. Mỗi năm làm chút anh em ơi, chứ làm một lần mình làm không có nổi. Khu trong này là chạy nè, ở ngoài đó xe anh chị em chạy lại thì đậu ở ngoài đó ngắm cảnh thì lại đi tèm tèm vô chơi vậy đó. Chứ nhà anh chị em cũng thắc mắc á, sao xe vô được. Còn khu trong này là trại, nó dài lên tới chạm tại cây nó phức á, anh chị em nhìn thấy nó không hết đâu. Đây là phía trong của trại. Cái ao này mình nuôi trồng bông súng, nuôi ốc bươu đen, thả cá ha. Thì nông dân thì anh em anh chị em biết rồi đó, cái gì liên quan tới nhà nông thì mình làm. Cuộc sống ở đây thì nó đơn giản vậy thôi, nó không có gì cầu kỳ hết á. Đây dài vô mấy khu trong, từng khu dài dài trên kia, mấy khu trên kia nó thành thạnh nó chảnh á. Từng khu mình làm một cái chỗ ngồi nghỉ ngơi rồi này kia cho anh em vậy đó. Ở đây là khu phía sau thì nó rộng gấp nhiều lần khu phía trước chứ lắm. Mỗi khu mình có đều có người ngủ trong hết á. Em thấy nó mị chẩn rồi ra ngoài nữa, nó nhiều lắm, nó cũng rộng. Người yêu hết thì nó dài, anh em xem đỡ ha. Chúc anh chị em ngày làm việc vui vẻ ha. Bye bye mọi người.
Thank you.